Ui giời, đúng tranh thủ trời nắng gội đầu đi cho nó sạch. À mấy thanh niên vừa cắt tóc xong rồi không? Ai cắt tóc rồi đấy? À đi ra quán cắt à? À. Hoa Đá Cao Nguyên xin chào tất cả các bác, tất cả mọi người. Đây, hôm nay lại tiếp tục cập nhật cho các bác công trình nhà hai anh em mồ côi Vần Và đấy ạ. À, dỡ cốt pha từ hôm nào anh hở nhỉ? Ông kia. Đây, cập nhật tiếp cho các bác là bây giờ đã lên được 3 đến 4 hàng gạch rồi. Các bác làm rất là năng suất. Gạch là chuyển lên hôm nào đây anh? Vâng. Kia là cứ chuyển lên dần thôi. Bắt đầu rất cốt pha thì bọn nó lại tiếp tục san bằng trông. Vâng. Thì nó lại dần. Cái đất này có phải chuyển đi đâu? Đất ở trong nền này có phải chuyển đi đâu? Đủ hết à? À còn lấy cả đằng sau về vào đây đúng không? Nhanh đấy. Chỗ gạch này thì thoải mái, cứ lên tầng là lên tường thôi. Tầm này chắc để cửa sổ được rồi. Bốn hàng này rồi. Xem nào, bốn hàng, bốn hai là tám. Để cửa sổ được rồi. Để được rồi. Vâng. Để bằng tầm đấy. Cửa nó còn lên nữa mà anh. 4 viên là được rồi. Để em ra ngoài ngắm xem nào. Bình thường vẫn để 4 lắm mà. Thoải mái anh ạ. Được rồi, cửa sổ để được rồi. Cửa sổ là mấy nhỉ? 80 nhỉ? Dạ, 80 x 1 mét. Cao 1 mét. Vâng. Là 8 thang, 82 để chắc vào nhé. Dạ. 82, xong chắc vào. Được. Anh cứ chia đều ra. Thoải mái, rộng thanh thang. Đây, đợt này cái cửa từ phòng khách xuống phòng bếp sẽ để rộng hơn tất cả mọi lần các bác. Cho nó thoáng nhà. Nắng này không ở trong nhà là chạy đi đâu chơi đây? Dép đâu con? Đi dép vào chứ. Trẻ con vẫn chưa biết gì. Nó có biết gì đâu. Rồi 7 phút các bác cũng đã làm xong rồi. Còn xây vách ngăn nữa thôi. Cái này cứ từ từ để sau cũng được. Sáng đấy làm 7 phút luôn à anh? À, hôm giữa cốt pha làm luôn.
Đang nấu gì cô? Đang làm gì đấy? Lấy củ này để ăn à? À lấy cho bò á. À, cái củ này là của cái cỏ đấy à? Của cái cây cỏ đấy á? Phải không? Không biết cây gì. Không biết cây gì á? Cái gì ạ? Tiếng Mông gọi đấy á? Tiếng Mông. Dạ. Cái gì? Uống nước. À uống nước ạ. À không, cô cứ làm đi cháu. Không có. Bây giờ củ này thì lấy ở đâu? Lấy thì loại chứ. Lấy ở đâu ở mô? Không biết lấy đâu. Ở trên rừng ấy. Mình ấy cái này ra xong rồi mình băm để cho bò ăn ạ. Nghe người không ăn được. Mua ràng đi đâu rồi bà? Là đi chăm bò. À. Ngô là trồng xong hết rồi chứ? Trồng không xong rồi. Vẫn chưa xong. Ừ, chưa xong. Nắng quá. Nắng quá. À phải mưa một tí mới trồng được nhỉ. Nắng này trồng nó khô nó hỏng hết. Cái bạn này nóng quá à, mặc áo phanh hết ra kia. Không có. Ô, cổ nó sao đeo nhiều dây này? À, cổ sao đeo nhiều dây thế? Cài áo vào chứ. Cổ đeo nhiều dây quá này. Ôi bao nhiêu cái dây liền. Đến chục cái dây á. Sao đeo nhiều thế? Đây là đứa thứ hai nhờ mua ràng ấy nhờ. Đeo nhiều dây ở cổ này có tác dụng gì không á? Tháo ra là sợ ốm à? Sợ ốm à? Ừ. Thế nào bao nhiêu cái dây nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ui dồi ôi, 9 cái. 9 cái dây liền. Đeo 9 cái dây liền. Ôi giời. Đèn xe kìa. Tắt đèn kìa. À không tắt được á? Ông đi đâu rồi bà? Cũng đi làm à? Đi ngủ đây. À. Ông đau. Đau bụng. À bị đau bụng á? Bị đau lâu chưa? Bị đau lâu chưa? Đau 3-4 ngày rồi. 3-4 hôm nay rồi. Vâng. Ừ. Có uống rượu không đấy? Không uống rồi. Không uống. Không uống thì đau. Ừ. Đã uống thuốc chưa? Uống thuốc được nhưng không có gì. Uống thuốc vẫn chưa đỡ. Vâng. Thế bảo mua đưa đi ra trạm xá xem nào. Ra khám xem là bị làm sao mới biết lấy thuốc chứ.
cái này họ vẫn lấy ngày á, họ trồng cỏ á. Nhà cái anh này nhiều đất nhỉ. Nhà cái anh này là trước đi hỏi xin cái đất để làm cái giếng bên kia kìa, nhưng mà không được, lúc này gió to thế. Nhà anh này đất khắp mọi nơi ấy nhỉ, từ thôn A sang thôn B có hết. Nhiều đất thật. Làm gì đây? Ô gội đầu à? Ôi giời, nước ở đâu đấy con? Lấy nước đâu gội đầu? Đi 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 xuống đi nhanh, nào nhanh. Và xuống đi, có nước xả chưa? Xả nước đi, phải cởi áo ra chứ. Con cởi áo ra xong đấy, cởi áo ra xong là bây giờ không quét đâu, bây giờ không quét bụi. Thế mà phải thấy chỗ có đu lù cho chân vũ hoàng. Nào đây đây, chú xả nước vào đầu chưa? Mở nước đi, chú xả nước cho nào, cúi xuống. Cho tiền cho nên chỗ này chú tao à? Nào cúi xuống, cúi xuống. Từ nhá, bình tĩnh nhá. Từ nhá. Rồi, đáng nhẽ phải cởi áo ra chứ. Ui giời, đúng tranh thủ trời nắng gội đầu đi cho nó sạch. À mấy thanh niên vừa cắt tóc xong rồi không? Ai cắt tóc rồi đấy? À đi ra quán cắt à? À. Ở tai nữa, nào ở tai nữa kìa. Ướt hết áo rồi. Nào con cởi áo đi, vần vào. Cởi áo ra, cởi áo ra, cởi áo ra. Tí giặt luôn. Đúng rồi, đấy, vắt đi, vắt đi. Cúi xuống, nào, cúi xuống nhá. Vừa đi cắt tóc xong. Sạch đi nhá, sạch hết xà phòng đi. Đấy, ở trên đằng trước nữa, ở chán nữa. Xong là tắm luôn thôi. Tắm luôn thôi còn gì. Được rồi, sạch chưa? Đấy. Vẫn còn xà phòng ở mặt kia con. Cởi áo ra. Cởi áo ra xong rồi chú xì nước. Người kìa, ui ô. Ba thanh niên vừa đi cắt tóc xong. Đấy, về biết gội đầu rồi. Ok. Sạch hết chưa? Ở mặt đi, lau mặt đi. Được rồi. Nước mạnh quá, xịt ướt hết rồi. Lau khô đi con ạ, lau khô đầu đi. Lấy khăn lau khô đầu đi. Không là tí nó nấm đầu ấy. Xem nào. Đây, lau như này này, thế lau thế nó mới sạch được, xong là lau cả người nữa, cái khăn cũng bẩn quá cơ. Thế đúng rồi, rồi lau cả người cho nó khô đi. Lấy áo cho anh với, đi vào mặc áo đi con. Vâng, chào cụ nha. À, làm gì đấy? Lấy nước à? Nước. À. Anh Quả ơi, sẽ chỗ bên này sẽ làm cái ô thoáng nhé. Vâng, 40 x 80.
rộng 40, à rộng 8, rộng 80. Còn cao là nhân 40. Vâng. Cao là 2 viên gạch, rộng là cũng 2 viên gạch nằm ngang. Đây, chỗ góc này này. Đây. Cái bàn thái thì anh xem là xem nào. Bàn thái thì thấp thôi. Thế tầm này là để ô thoáng được rồi. Đấy. Vâng, hàng này để ô thoáng được rồi. Đấy, xong là bàn thái ở chỗ này nữa, dọc một phát chạy dài đây. Vâng, sau mình còn chát nữa mà. Còn đổ. Vâng. Đấy. Trên đấy xong là mình sau mình làm một cái mặt bàn nữa. Đổ một cái mặt bàn đặt lên. Còn đây là để ô thoáng trên này là vừa rồi. Đằng trước không để cửa sổ nữa. Vâng, không để nữa. Vâng, không cần. Có ô thoáng thì là ok rồi. Vâng. Chỗ này cứ xây lên thôi. Vâng. Thì đây một cái đống như thế này nhìn cả thấy xấu. Thôi nó có cửa kia là cũng thoáng rồi, mình để thêm một cái ô thoáng chỗ nấu ăn nữa là ok. Đây mà mấy cái cửa này cũng vâng. Sáng lắm à. Vâng, cửa này thì em cũng làm, sẽ bảo anh công làm ấy. Nó thoáng mà. Phòng vệ sinh rất là rộng. Chỗ này đo phải có 1,5 m. Trong lòng là phải có 1,5 m đấy bác quả nhỉ. Nhà vệ sinh ấy. À. Nước đấy có nó chảy thường xuyên ạ? Nó chảy mà. Vâng. Tổng dưới nó có rồi, không có. Vâng. Mà tầm này là vẫn có nước là vẫn ấy ổn rồi. Có nước đều thì mình xây mình đỡ ấy. Đỡ vất cái khoản nước là cũng được. Cái gì cơ? Cái nhà tá đây có cái để cửa sổ đâu? À không, nhà tá không để cửa sổ. Lên cao thì anh để cho em 2 ô thoáng ở trên là được. Trên này cơ à? Vâng, để mỗi ô thoáng một viên. Vâng. Nhà tắm để cửa sổ đấy hở chết. Lên xem nào, lên tầm khoảng 13 viên thì anh để lấy 2 ô thoáng đấy. Mỗi ô thoáng một viên này.
gạch cũng chuyển sắp hết rồi các bạn. Nay thì có anh Hờ với lại hai anh nữa, một phụ với lại hai xây. Còn đâu là một anh chỉ chuyên là chuyển gạch lên thôi, gạch cũng vừa chuyển sắp hết rồi. Thì còn chỗ này nữa là hết rồi. Cái công trình này thì cũng chuẩn bị hòm hòm rồi, đủ hết vật liệu rồi. Và tất cả những cái mục tiếp theo của công trình nhà hai anh em mồ côi Vần Và thì Hoa Đào Công Nguyên sẽ tiếp tục cập nhật ở trên kênh cho các bác cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.